quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 9 tháng 10 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, gió nhẹ. Khu vực Nam Trung Bộ, nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.